Không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm, thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn. Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này không mà đầy. Người đàn em nhỏ thương, tận bao trong mình một chiếc gương. Nghĩ sao có quá nhiều thứ khiến em lùi bước, giờ còn đánh những ba ba. Mình sẽ là của nhau, hoặc ta sẽ trở thành nơi đâu. Chết, chết thì người chẳng thăng thơ một chút. Mình là yêu thương một người say đắm một người. Dù biết chắc sẽ không thể nào. Ở đằng sau bầu trời gió mưa cao. Sẽ chẳng sao hết nếu hôm nay bạn buồn vì bầu trời đổ mưa, hay là việc bạn đóng cửa phòng, tắt hết thông báo điện thoại, tránh xa tất cả chỉ để ngủ một giấc sau một ngày quá dài. Bạn biết không, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Người khác thấy chẳng có gì đáng buồn không có nghĩa là bạn không được phép buồn và đau khổ. Cho nên là nếu hôm nay là một ngày thật tệ đối với bạn, hãy cứ khóc. Còn nếu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi. Giả sử nha, bạn được trở lại một cái khoảnh khắc ở trong đời, thì bạn sẽ chọn cái khoảnh khắc đáng giá nào? Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Xa khơi khi mà trời đang dông bão, vấp ngã lại đứng lên không sao. Ước mơ đang xây đắp còn dang dở, nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Có lẽ một giờ đồng hồ em chợt ngủ quên trên vai anh. Có lẽ là một giờ em thấy mình hạnh phúc nhất. Em nép vào bờ vai anh dịu êm và ấm áp, ngoài kia mưa rơi. Muốn gặp người xuất sắc thì bạn cũng phải trở nên thật xuất sắc. Mình từng đọc một đoạn thế này: đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ, đợi đến khi xuân về, hoa nở. Sẽ có cả một bầy ngựa đẹp cho bạn lựa chọn. Bạn có cố làm thân với ai cũng chỉ là thứ tạm thời. Người bị thu hút bởi tài năng của bạn mới trở thành lâu dài. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Người xuất sắc ắt sẽ gặp được người xuất sắc hơn. Cuộc đời bạn như thế nào phụ thuộc rất lớn vào những người xuất hiện bên cạnh bạn. Ở cạnh ánh sáng thì bạn sẽ không. Cần là mình cùng nhau qua bao núi sông biển sâu. Chỉ cần là mình được sống như những gì mình bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời, là biết bao chân trời. Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có sự tự tin, dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người, nhưng sự cần cù sẽ thúc đẩy một con người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy là một người mà đến cả bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Mình đừng có bỏ cuộc, nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy gọi là mình đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành. Và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không. Nhưng mà rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng là mình phải thay đổi. Không bao giờ bỏ trốn được khó khăn, không bao giờ bỏ trốn được nỗi khổ. Đức Phật cũng như là các nhà tâm lý khác ấy, luôn luôn thừa dạy chúng ta một điều là phải thừa nhận nỗi khổ. Trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ ngã về sau. Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, thậm chí. Yeah, we can dance until we die, you and I.
Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn, viết ra sứ mệnh của bạn và tiến hành từng bước để hoàn thành chúng.